Chào tất cả mọi người nha, chào mọi người đến với kênh của em luôn nha mọi người. Thì sẵn hôm nay mới vừa đi làm về thì thằng em nó mới là tặng cho mình bé cá này anh em. Đó, con này là Barito nha anh em. Đó, cũng ok lắm nha. Mới vừa chạy qua lấy xong rồi về quay lại một cái clip luôn cho anh em xem luôn nha. Đó, bé cá này thì chắc cũng cỡ là size 13, 12, 13 gì đó. Đó, thì để bây giờ thì em sẽ tiến hành là em quay lại cho mọi người xem bé cá luôn nha mọi người. Đó, bây giờ tối hui luôn nè anh em thấy không? Ở phía xa này tối hôi luôn, bây giờ thì cũng gần 8 giờ nè. Đó, bây giờ mới quay về, mới vừa bắt cá về xong rồi quay luôn cho anh em xem luôn cái bé cá luôn. Ok nha anh em, quay bé cá cho anh em xem rồi thả vô trong hồ luôn nha anh em. Thì hiện tại là bé cá nó nè anh em thấy không, cũng ok lắm nha. Cái sọc thì chả bá bự luôn anh em, không biết ở trong cái ở ngoài này thì thấy nó ok lắm nè. Đó. Đó, không biết là ở trên video thì anh em thấy như thế nào, thì bây giờ thì em sẽ tiến hành là bỏ vô trong hồ luôn nha. Thì hồ thì em sẽ bỏ vô trong đây nha anh em, bỏ vô trong đây, nhưng mà phải chờ em xíu để em chỉnh cái góc quay với nhau mọi người. Tiến hành em sẽ bỏ vô nha. Đó là do tại vì vô có một tay nha nên là quay nó hơi khó một xíu nên là anh em thông cảm cho em nha. Nãy giờ em cũng đã bỏ cái cá vô nè, đó và ngâm cho nó đâu đó nó ok anh em. Thì em sẽ tiến hành em thả ra và quay cho mọi người xem nha. Thì nói chung nước này em đã trữ rồi, đó nó ok rồi, là khi mà ngâm cho nó quen với lại nhiệt độ với lại môi trường nước anh em, để cho nó ok xong rồi em sẽ thả ra. Nó còn mà mấy con mà nữ quen hôm bữa anh em không biết là bị như vấn đề như thế nào, do chắc là do nguồn nước với lại là cái nhiệt độ nó hơi nóng anh em. Đó thì nó bị cháy cái phần vây nè, nó cháy cái phần vây kì thì em đem dưỡng lại hai con luôn. Đó, sau khi mà nó ok lại rồi thì em sẽ quay cập nhật lại luôn cho anh em xem nha. Còn mấy cái cá thì buổi tối em ít khi nào mở đèn đó nè. Đó thì mấy con này anh em thấy không? Đó. Tối mà tự nhiên mở đèn lên thì có mấy con nó nằm đáy nhìn chén lắm anh em. Còn qua đây nè, cho anh em xem là mấy con ăn chậu đen anh em. Ăn chậu đen. Quay kỳ đồ nó cũng cao, kỳ cao luôn. Nhưng mà được cái thì nó hơi nhát một xíu. Tại vì buổi tối anh em, còn nếu mà để bữa nào thì em sẽ chiều á, chiều sớm sớm đó thì em sẽ quay cho anh em xem về mấy cái cá luôn. Cũng ok lắm. Còn dưới đây nè, để quên đế nè nè. Bữa giờ nó bệnh tung tác bệnh luôn biết. Tại vì nè, vô mùa này mùa nóng á, thì mấy con tiểu quên đế thì tại em để ngoài đây, không có sử dụng quẹt gì hết luôn. Không có phong rồi luôn anh em. Đó thì nó hay gặp trường hợp đó. Nhưng mà tại vì do là cái chỗ này nó cũng hơi thoáng mát một xíu nên là em không có sử dụng qua quẹt đồ để cho con cá mình nó ok hơn á. Thấy không? Thấy nhìn chén rồi nè. Còn dưới đây nè, mấy con trăn trâu đen hôm bữa em bắt ra. Nhìn mấy cái phần vây kỳ rồi anh em thấy không? Cũng ok lắm nhưng mà nó không có đen thôi. Tại vì mấy cái này là em đâu có chơi qua phong đen rồi nè. Nên là nó hay gặp cái trường hợp như vậy. Còn qua mấy con red với lại mấy con yellow rồi nè anh em. Này là giống như con mắt bò anh em, đen lên châu này nè. Còn bên đây là con Barito nè. Như đây là con Bangladesh với lại là con yellow sen đó nè. Mới vừa mở đèn lên, mới vừa về xong mở đèn lên chạy biểu thôi bình thường á. Buổi tối em ít mở đèn lắm. Xong đùng khoét cái nó nhảy tùm lum hết. Còn trên đây nè, con Kula Cabot đó nè. Kula Cabot. Em khoái nhất là hai con trăn trâu đen. Đó, trăn trâu đen nè. Anh em để ý nè, phần bảy kỳ nè. Ok không anh em? Cái này là dạng như là sọt á nè. Phần bảy kỳ nè, trao cực kỳ trao luôn. Ok lắm, còn bên đây cũng vậy luôn. Không biết là sao nhưng mà riêng về mấy con hai con trăn trâu đen nè, em cực kỳ thích luôn. Anh em để ý nè. Thấy không? Ok không? Cái đó đó mà bây giờ mà em chưa qua phòng đen nữa là con cá nó đen đó. Vì mấy con lóc này anh em nó thì nó sẽ hay đổi theo môi trường. Nếu mà anh em mà cho vô cái môi trường nó tối tối xíu đó, thì mấy con nó hay lập trường mặt nó đen lại anh em. Nó bò đen nữa. Con này thì tại hồi nãy anh em thấy vậy thôi chứ mà bình thường nó dạng lắm. Ok không? Nó là dạng như là hơi sọt nhẹ anh em. Con này nè, nó hơi sọt nhẹ. Anh em để chung một bầy luôn, mà em nuôi cái chỗ mà nó nha, nó không có chỗ rộng anh em, thì con bên đây nó sẽ hơi bự hơn.
nghĩ con mình này em thấy không, có chút xíu à, là do là một phần là cái môi trường nữa nè, nó nhỏ quá nó chặt cái. Ok nha anh em, thì để xong rồi em sẽ quay lại cho anh em cùng xem luôn nha, thả cái cá ra quay lại cho anh em xem nha anh em. Thì nãy giờ thì cũng đã 30 phút 40 phút gì đó, thì bây giờ thì em sẽ tiến hành thì em thả cá luôn và quay lại cho anh em xem luôn nha. Ok nha anh em, đây thì cái cá này đây anh em. Ok anh em, thì nãy giờ thì em đã thả cái cá ra đó anh em thấy không, khi mà cái nguồn nước anh em dự trữ đâu đó nó ok thì thả cá ra thì nó ít trường hợp mà nó nằm đáy lắm đó, anh em thấy không, thả cá ra này đó nó bò ra luôn này, anh em đưa tay ra ok chưa. Đó là cái lý do mà tại sao em hay nói với anh em là cứ nuôi cá thì cứ trữ nước đâu đó cho nó ok nhất có thể, rồi khi mà cá nó về thì anh em chịu khó là ngâm vào trong hồ đó, khoảng 20 phút 30 phút hoặc là 40 phút luôn, rồi sau cái thời gian đó nếu mà anh em nào mà kỹ hơn á thì anh em có thể là múc cái nước trong hồ anh em đó, anh em chăm vô trong cái bịch luôn, trong cái thời gian mà 20 phút gì đó, đó anh em múc anh em chăm vô trong hồ để cho con cá mình nó quen với lại môi trường nước với lại cái nguồn nước của mình anh em đó, xong anh em thả cá ra giống như em này không, thả cá ra thì hầu như là nó bơi lội tung tăng, nó ít gặp trường hợp nó nằm đáy rồi, nó cũng ghê lắm, nên là nếu mà được thì anh em mà thấy video này hay á thì anh em cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh để kênh của em càng ngày càng phát triển hơn nữa nha. Ok nha anh em, hẹn anh em ở video sau em sẽ cập nhật cái tình hình của cái cá này luôn cho anh em xem luôn nha. Ok, bye bye.